Yantang santang padang abhisamincha sakko juce sujuce suacho chan samudo anatimani santun sakko ce subharo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nguyện thân cầu nguyện làm lễ tam nhân ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chuyên tăng. Đức Phật là năng toàn chi diệu giác vô lượng từ vi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi để độ tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của nguồn sanh là quốc điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ tăng dương ân đức Tam Bảo, một cách tóm tắt của phần phước nào phát sanh xin chia điều đến cho toàn thể Phật tử trong đông luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chính trí chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lần thay. Kính thưa toàn thể mọi chúng, tối nay tiếp tục sư xin chia sẻ tiếp theo về cái đề tài nghiệp báo. Thì đợt rồi sư có chia sẻ đến hội chúng chúng ta về nghiệp, và đợt rồi chúng ta đã tìm hiểu qua 12 loại nghiệp. Thì bốn loại nghiệp đầu tiên đó, tức là nghiệp cái phận sự của nghiệp, hay còn được gọi là chức năng của nghiệp. Thì phận sự của nghiệp thì gồm có bốn loại nghiệp, đó là sanh nghiệp, tức là sản sanh ra kết quả. Thứ hai là trì nghiệp, tức là duy trì cái kết quả đó. Thứ ba gọi là chứng nghiệp, tức là cái phận sự thứ ba đó. Nghiệp có cái chức năng là đối lập thiện, đối lập nghiệp ác, và nghiệp ác đối lập nghiệp thiện. Và cái phận sự thứ tư đó, của nghiệp là đạo nghiệp, tức là nghiệp ác cắt đứt đi nghiệp thiện, và nghiệp thiện có thể cắt đứt đi nghiệp ác. Đó là cái phận sự của nghiệp. Thì gồm có bốn loại nghiệp, đó là sanh nghiệp, trì nghiệp, chứng nghiệp và đạo nghiệp. Và cái phần thứ hai là nghiệp cho quả, tương tự cũng có bốn loại nghiệp, đó là trọng nghiệp, tức là nghiệp có một cái sức mạnh, và sau khi chúng ta chết thì cái nghiệp này ưu tiên cho quả để chúng ta tái sanh kiếp sau. Thì như vậy được gọi là trọng nghiệp. Và thứ hai đó là được gọi là cận tử nghiệp, tức là những cái thiện và ác trước khi chúng ta lâm chung mà nó sanh khởi, rồi chúng ta chết đi theo cái nghiệp đó, được gọi là cận tử nghiệp. Và thứ ba gọi là thường nghiệp, tức là những cái thói quen chúng ta làm trong cái đời sống thường ngày của chúng ta, nó trở thành cái cá tính. Thì như vậy được gọi là thường nghiệp. Và thứ tư gọi là khinh thiểu nghiệp, tức là những cái nghiệp nhỏ nhặt mà chúng ta đã tích lũy. Thì nghiệp cho quả tương tự thì gồm có bốn loại nghiệp, đó là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp và khinh thiểu nghiệp. Thì chúng ta cũng đã tìm hiểu qua rồi, chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về
bốn đoạn nghiệp, nghiệp cho quả theo thời gian. Thì nghiệp cho quả theo thời gian cũng có bốn đoạn nghiệp, đó là thiện báo nghiệp, tức là những cái nghiệp thiện và ác chúng ta làm trong kiếp này nó cho quả trong cái kiếp hiện tại này thì được gọi là thiện báo nghiệp. Và thứ hai gọi là sanh báo nghiệp, tức là những thiện nghiệp và ác nghiệp chúng ta làm trong kiếp này nó cho quả tái sanh trong cái kiếp thứ hai, được gọi là sanh báo nghiệp. Và có những thiện nghiệp và ác nghiệp chúng ta làm trong cái kiếp này và nó cho quả trong từ cái kiếp thứ ba đến ngày chúng ta chứng A-la-hán mà chúng ta chưa viên tịch niết bàn, thì như vậy được gọi là hậu báo nghiệp. Và cái nghiệp thứ tư là vô hiệu nghiệp, tức là những cái nghiệp thiện và ác mà chúng ta làm nó có thể cho quả trong kiếp hiện tại gọi là hiện báo nghiệp, nhưng mà nó không có khả năng cho quả trong cái kiếp hiện tại này thì được gọi là vô hiệu nghiệp. Hay là những cái thiện ác mà chúng ta làm có thể nó cho sanh báo nghiệp nhưng mà nó không có cho quả sanh báo nghiệp thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Hay là những cái thiện ác mà chúng ta làm có thể nó cho hậu báo nghiệp nhưng mà nó không có cho quả hậu báo nghiệp mà chúng ta chứng A-la-hán, chúng ta viên tịch niết bàn, thì như vậy được gọi là vô hiệu nghiệp. Thì vô hiệu nghiệp tức là những cái nghiệp mà sanh thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp nó không cho quả, thì như vậy được gọi là vô hiệu nghiệp. Thì đã rồi chúng ta đã tìm hiểu qua gồm có 12 loại nghiệp, đó là sanh nghiệp, thì nghiệp, chướng nghiệp và đạo nghiệp, trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp và khinh tiểu nghiệp, và hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Thì người cư sĩ chúng ta nghe thì chúng ta phải hiểu được những cái ý nghĩa mà chúng ta phải nhớ, là chúng ta phải nhớ được những chi pháp, chúng ta nhớ được những chi pháp và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của chi pháp đó. Thì mỗi cái bài pháp như vậy là chúng ta học thêm một số kiến thức, thì lâu ngày cái kiến thức Phật pháp chúng ta nó sẽ sâu rộng, thì lâu ngày chúng ta sẽ trở thành người đa văn. Và hôm nay tiếp tục sư sẽ chia sẻ về cái lợi nghiệp mà trong cái diệu pháp có phân tích rằng tức là nghiệp cho quả theo cảnh giới tái sanh. Thì nghiệp cho quả theo cảnh giới thì nó cũng có gồm có bốn loại nghiệp. Hôm nay sư xin chia sẻ đến toàn thể hội chúng ta. Cái nghiệp thứ nhất đó là nghiệp bất thiện cho quả tái sanh vào cõi khổ. Thứ hai là thiện nghiệp dục giới cho quả tái sanh về cõi thiện dục giới. Và cái nghiệp thứ ba đó tức là thiện sắc giới cho quả tái sanh về cõi sắc giới. Và cái nghiệp thứ tư đó, tức là nghiệp thiện vô sắc giới cho quả tái sanh về cõi vô sắc giới. Thì trong cái diệu pháp có phân tích có bốn loại nghiệp này. Thì khi mà chúng ta hiểu được bốn loại nghiệp này đó, thì khi chúng ta làm những cái nghiệp nào đó, thì chúng ta biết rằng tương lai mình sẽ theo cái nghiệp này và mình sẽ tái sanh về cảnh giới giới đó. Thì trong Phật giáo thì Đức Phật dạy đó thì gồm có 31 cõi. Nếu mà chúng ta nói hẹp đó, thì có ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn chúng ta nói rộng thì 31 cõi. Thì trong cõi dục giới thì gồm có 11 cõi. Và cõi sắc giới đó, gồm có 16 cõi. Và cõi vô sắc giới gồm có 4 cõi. Thì như vậy tổng cộng gồm có 31 cõi. Mà ngày nào chúng ta chưa chứng A-la-hán thì chúng ta phải tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo thiện quả thì chúng ta phải tái sanh trong 31 cõi này. Và ngày nào chúng ta chứng A-la-hán thì chúng ta không còn tái sanh trong 31 cõi nữa. Thì giờ này sư sẽ phân tích từ loại nghiệp một để người cư sĩ chúng ta hiểu. Thì cái nghiệp thứ nhất
là nghiệp bất thiện, cho quả tái sanh vào cõi khổ. Thì nghiệp bất thiện là gì? Tức là nghiệp bất thiện á, khi mà chúng ta đề cập đến thì chúng ta phải nói đến 10 loại ác nghiệp. Nếu mà chúng ta phân tích theo tạng kinh thì nó gồm có 10 loại ác nghiệp. Thì 10 loại ác nghiệp này đó do tham sân si chúng ta tạo, do tham sân si sai sử chúng ta, thân chúng ta có thể tạo ba ác nghiệp, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Và miệng chúng ta có thể tạo bốn ác nghiệp, đó là miệng chúng ta nói dối, chúng ta nói lời chia rẽ, chúng ta nói lời thô ác và chúng ta nói lời nhảm nhí. Và ý chúng ta tạo ba nghiệp ác, đó là tham lam, sân giận và tà kiến. Thì như vậy chúng ta thấy là 10 loại ác nghiệp này đó, tức là thân chúng ta tạo ba ác nghiệp, miệng chúng ta tạo bốn ác nghiệp và ý chúng ta tạo ba ác nghiệp. Thì như vậy gồm có 10 loại ác nghiệp. Thì khi mà chúng ta tạo 10 loại ác nghiệp này đó thì chúng ta phải tái sanh vào bốn đọa xứ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì bây giờ sẽ đề cập đến cái nghiệp ác. Thứ nhất đó gọi là sát sanh. Thì sát sanh đó thì chúng ta phải hiểu rằng chẳng hạn như là chúng ta giết người, hay là chúng ta giết những cái loài vật như là những cái con heo, con bò, con chó hay là gà, vịt, vân vân. Thì nếu mà chúng ta đó đọt cái mạng sống của những chúng sanh này thì như vậy được gọi là chúng ta mang cái tội sát sanh. Thì sau này đến cái phần giới, sau này sư sẽ chia sẻ về cái bài pháp mà nói về giới của người cư sĩ, thì sư sẽ phân tích chi pháp nó rõ ràng. Thì hôm nay sư nói về nghiệp thì sư không có nói về những cái chi pháp trong cái giới. Thì đây khi mà chúng ta sát sanh đó, chúng ta giết người hay chúng ta giết những con vật đó, thì do cái ác nghiệp này đó, thì Đức Phật dạy đó, nếu mà cái ác nghiệp này nó cho quả thì chúng ta phải tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì khi mà chúng ta giết người hay là chúng ta sát sanh đó, hay là chúng ta giết những loài vật đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, khi mà chúng ta sát sanh mà chúng ta phân tách ra đó, thì chúng ta phải đề cập đến cái tội nặng hay nhẹ đó. Thứ nhất là chúng ta nói về cái đối tượng chúng sanh mà mình đã giết, và thứ hai cái tâm chúng ta. Thì khi mà chúng ta đề cập đến, khi mà chúng ta giết những cái loài vật như là con bò, con voi, con chó, cào cào, châu chấu hay là con dế, thì chúng ta phân tích theo cái lộ trình tâm đó. Thì chúng ta giết con voi thì có thể cái tội nặng hơn, à, như chúng ta giết con voi, con bò, con heo đó, con dê, cái tội nó nặng hơn là chúng ta giết như là con gà, con muỗi hay là con cào cào, châu chấu. Thì tại sao mà chúng ta giết những con vật lớn cái tội nặng hơn là cái con vật nhỏ? Ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng tính theo cái động lực tâm. Khi mà chúng ta giết con kiến đó, chúng ta thấy rằng chúng ta dùng cái lực nó rất là ít, chẳng hạn như con kiến đang bò, chúng ta lấy tay chúng ta thiệu một cái nó chết rồi, thì cái sức mà để chúng ta cố gắng và cái tâm chúng ta để cố gắng chúng ta thấy nó rất là ít, và cái sự cố ý chúng ta nó ít hơn là khi mà chúng ta giết một cái con, như là chúng ta giết một con heo, con bò đó, chúng ta phải dùng sức nhiều, chúng ta phải dùng sức nhiều, từ cái thân chúng ta cũng phải dùng sức nhiều mà cái tâm chúng ta cũng phải cố gắng nhiều nữa. Thì khi mà chúng ta tính theo cái động lực tâm á, chúng ta giết con bò, con chó thì cái thời gian nó lâu hơn và chúng ta dùng sức nhiều hơn. Còn chúng ta giết như là con kiến hay là con châu chấu, cào cào á, thì chúng ta dùng sức ít mà thời gian nó ngắn nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái động lực tâm á, thì chúng ta giết con càng lớn á, thì cái động lực tâm nó càng mạnh và nó kéo dài, thì như vậy nó cho quả nhiều hơn và tội nặng hơn. Còn khi mà chúng ta đề cập đến chúng ta giết
là bằng sanh với loài người á, thì chúng ta phải hiểu rằng á, tính theo cái đối tượng á, thì con người á, có phước báo nhiều hơn chúng ta giết con người á, tội nó nặng hơn là chúng ta giết những loài bằng sanh. Mà chúng ta giết á, con người á, thì chúng ta cũng phân tích á, theo á, tội nặng hay tội nhẹ nữa. Chẳng hạn như là chúng ta giết cái người ác á, tội nhẹ hơn cái người có giới. Mà chúng ta giết cái người có giới tội nhẹ hơn là cái người mà người ta chứng thiền. Mà chúng ta giết cái người mà chứng thiền á, cái tội nó nhẹ hơn là chúng ta giết những bậc thánh như là Tu Đà Quần. Mà chúng ta giết nhằm bậc thánh Tu Đà Quần thì tội nhẹ hơn là cái vị gọi là Tư Đà Hàm. Mà chúng ta giết những cái bậc thánh Tư Đà Hàm, cái tội nó nhẹ hơn là chúng ta giết những cái bậc thánh A La Hàm. Mà chúng ta giết những bậc thánh A La Hàm, cái tội nó nhẹ hơn chúng ta biết giết một vị A La Hán. Thì chúng ta tính theo cái đối tượng, mà những cái đối tượng nào có đức độ nhiều á thì cái tội nó càng nặng. Thì chúng ta hiểu như vậy. Cho nên khi mà chúng ta với tâm bất thiện mà chúng ta sát sanh á, thì do cái nghiệp này nó cho quả, thì tương lai chúng ta phải tái sanh vào bốn đời xứ. Cho nên trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, Đức Phật dạy rằng á, ở đời này có những người đàn bà đàn ông do cái nghiệp sát sanh đó, do cái ác nghiệp này, sau khi tâm hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Nếu mà người này không sanh vào bốn đọa xứ mà người này sanh làm người, chỗ nào người này sanh ra là cái người chết yểu. Hãy bây giờ chúng ta sát sanh đi, thì thay vì cái nghiệp ác này nó sẽ cho quả để làm thức tái sinh, mà chúng ta sanh vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh Atula. Nhưng mà chúng ta làm những cái tội này đó, mà những cái ác nghiệp này nó không đủ duyên, nó cho quả để làm thức tái sinh. Trong lúc chúng ta chết thì do cái thiện nghiệp mà chúng ta làm á, cái nó cho quả. Cho quả chúng ta được sanh về người, chứ không sanh xuống bốn đọa xứ. Nhưng mà khi mà chúng ta sanh lại làm người á, thì những cái nghiệp ác mà chúng ta sát sanh á, nó sẽ cho quả trong cái đời sống gọi là bình nhật của chúng ta. Có nghĩa là nó sẽ cho quả trong lúc mà chúng ta tái sanh rồi. Trong lúc đó chúng ta là cái người có thể bệnh hoạn nhiều, hay là chúng ta là cái người chết yểu, hay là cái ác nghiệp nó cho quả đó, có thể nó cắt đứt đi cái mạng sống của mình. Thì như vậy tức là cái nghiệp sát sanh này á, chúng ta thấy rằng á, được rồi, chúng ta có học qua những cái đoạn nghiệp đó. Tức là chẳng hạn giờ chúng ta sát sanh thì cái nghiệp này ác này nó có thể nó cho sanh báo nghiệp, thì chúng ta tái sanh vào bốn đời sống. Nhưng mà giờ nó không cho sanh báo nghiệp, nhưng mà nó có thể cho hậu báo nghiệp, thì hậu báo nghiệp nó có thể nó cho trong cái đời sống thường nhật. Hậu báo nghiệp nó có hai chức năng, nó cho quả làm thức tái sanh và nó cho quả trong đời sống thường nhật. Cho nên là khi mà chúng ta nó phải hiểu rằng bây giờ chúng ta phạm cái giới sát sanh, thì nếu mà nó cho quả tái sinh đó, làm thức tái sinh đó, thì chúng ta phải rơi vào bốn đọa xứ. Còn nếu mà nó không cho quả để làm thức tái sinh đó, mà chúng ta đó, chết mà do cái thiện nghiệp nào nó cho quả để chúng ta sanh làm người, thì nó sẽ cho quả trong cái đời sống bình sinh của chúng ta. Chúng ta sanh ra chúng ta là người đa bệnh, hoặc là chúng ta là người chết yểu. Đó là cái sự nguy hiểm do cái ác nghiệp mà chúng ta sát sinh. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi cái ác nghiệp thứ hai đó là chúng ta trộm cắp. Trộm cắp tức là chúng ta lấy tài sản của người. Thì khi mà chúng ta phân tích đó, chẳng hạn khi mà chúng ta trộm cắp đó, khi mà chúng ta lấy cái tài sản của cái người mà ác giới, tội nó nhẹ, mà chúng ta trộm cắp, chúng ta lấy cái tài sản của một người có giới, chẳng hạn như cái người đó là người giữ năm giới hay 10 giới hay 227 giới, thì tội nó nặng hơn. Hay là chúng ta trộm cắp cái đồ của cái người chẳng hạn như bậc thánh Tu Đà Quần, thì cái tội đó lại nặng hơn nữa. Là chúng ta ăn cắp đồ của bậc thánh gọi là Tư Đà Hàm, thì cái tội nó nặng hơn là chúng ta lấy đồ của bậc thánh Tu Đà Quần. Là chúng ta ăn cắp cái đồ của bậc thánh A La Hàm á, thì tội nặng hơn là chúng ta ăn cắp đồ của bậc thánh Tư Đà Hàm. Là chúng ta ăn cắp đồ của những vị A La Hán thì cái tội nó lại nặng hơn chúng ta ăn cắp đồ của những vị A La Hán. Đó là chúng ta nói cá nhân. Còn khi mà chúng ta nói về cái
sự mà trộm cắp nó nặng nữa đó, tức là chúng ta lấy đồ của tăng chúng, chẳng hạn cá nhân của cái vị sư đó hay là của một bậc thánh đó, của cá nhân vị đó thì tội nó nhẹ, là chúng ta lấy cái đồ của tăng đó, gọi là cái đồ đó gọi là của tăng, là của chung, chẳng hạn như là của tứ phương tăng, thì cái vật đó cho dù chỉ là một cái bánh thôi hay là một cái vật gì đơn giản thôi thì cái nghiệp nó lại nặng hơn. Tại đầu của tứ tứ phương tăng là của chung mà, của trung tâm, thì cái tội nó nặng hơn là cái cá nhân. Nên là giờ chúng ta đó, ăn cắp đồ của một cái người, một người cá nhân nào đó, thì cái tội nó lại nhẹ hơn là chúng ta ăn cắp đồ của trong một cái hội chúng đó, trong một cái nhóm tập thể đó, thì trong cái nhóm tập thể đó của nhiều người thì cái tội nó lại nặng hơn chúng ta lấy đồ của một người, một cá nhân nào đó. Thì chúng ta phải hiểu vậy. Thì khi mà chúng ta đó, do cái phiền não mà chúng ta tạo cái ác nghiệp, như là chúng ta trộm cắp, thì do cái ác nghiệp này sau khi chúng ta chết thì nó cho quả là chúng ta phải sanh vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nếu mà nó không cho quả để làm thức tái sanh vào bốn đời xứ, mà những cái thiện nghiệp này nó cho quả để làm thức tiếp tục chúng ta sanh làm người á, thì khi mà chúng ta làm người mà cái nghiệp này nó sẽ cho quả trong cái đời sống bình sinh của chúng ta, thì chúng ta sinh ra chúng ta là người nghèo khổ, chúng ta có tài sản, giữ được tài sản. Ở trong đời chúng ta, chúng ta không có những cái đồ nào gọi là cao sang đẹp đẽ cả, do cái ác nghiệp của chúng mình đã từng trộm cắp. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái nghiệp ác nó nguy hiểm. Cho nên được rồi, chúng ta đã từng học đó, tức là có những nghiệp ác mà chúng ta làm nó sẽ cho trong cái kiếp sống này gọi là hiện báo nghiệp, có những cái nghiệp ác nó không cho trong kiếp này, nó sẽ cho sanh báo nghiệp đời sau, đời thứ hai. Và có những nghiệp ác nó không cho đời sau, không cho cái kiếp thứ hai, thì nó sẽ cho từ cái kiếp thứ ba đến ngày chúng ta chứng A-la-hán, chúng ta chưa viên tịch niết bàn, thì đủ duyên nó sẽ cho quả, thì chúng ta sẽ gặp lấy những cái hậu quả độc khổ. Rồi cái nghiệp ác thứ ba của thân chúng ta làm, đó là chúng ta tà dâm. Chúng tà dâm á, thì khi mà trong phụ sớ giải có phân tích, khi mà chúng ta tà dâm đối với những người mà người ta có gia đình rồi, người ta đã có chồng rồi, người ta đã có vợ rồi, mà chúng ta đến, cái tội nó nặng hơn là những cái người mà người ta chưa có gia đình, ta chưa có chồng hay chưa có vợ, nhưng mà những người này vẫn có mẹ che chở, có bà con che chở, có anh che chở, có chị che chở, thì những người đó mà chúng ta đến chúng ta cũng phạm vào cái giới tài nhân. Nhưng mà trong hai cái hạng người này đó, thì cái hạng người mà người ta đã có gia đình rồi mà chúng ta đến đây chúng ta phạm cái giới tài nhân thì cái tội nó nặng hơn là những người ta chưa có gia đình, thì chúng ta hiểu. Rồi có những cái trường hợp mà chúng ta phạm cái giới này mà chúng ta có thể tà dâm bằng cách gọi là cưỡng hiếp, thì cái tội đó lại nặng hơn. Chẳng hạn như thời Đức Phật mà có những người giống như là một người nam tên là Nam Đá hãm hiếp tỳ khu ni Pappagavalana, do cái ác nghiệp này nó vừa đi ra khỏi cái cốc của tỳ kheo ni Uppalavana, thì cái người Nam Đá này bị đắc nó rút và sanh xuống cảnh giới địa ngục, nó cho hiện báo nghiệp. Thì nói chung ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta phạm vào cái giới tà dâm thì do cái ác nghiệp này nó cho quả, thì chúng ta phải sanh vào bốn đọa xứ, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nếu mà cái nghiệp ác này không đủ duyên nó cho quả để làm thức tái sinh vào bốn độ xứ, mà những cái thiện nghiệp là nó cho quả mà chúng ta sanh làm người, thì cái nghiệp ác này nó sẽ cho quả trong cái đời sống bình sinh của chúng ta, tức là khi mà chúng ta đã tái sinh rồi đó, thì chúng ta sinh ra đời chúng ta là cái người nhiều kẻ ghét, nhiều người ghét chúng ta, tức là chúng ta sống ít có ai quan hệ với chúng ta, và chúng ta có lập gia đình đi nữa đó, thì chúng ta cũng bị tan vỡ. Hay là chúng ta sinh ra đời chúng ta
phạm cái nghiệp này á, chúng ta là người nam không ra nam mà nữ không ra nữ, cái nghiệp tà dâm nó cũng nguy hiểm. Thì trong cái thân ác của chúng ta đó, do phiền não tham sân si, thân chúng ta đó là sát sanh trộm cắp tà dâm, thì do cái ác nghiệp này tương lai chúng ta phải sanh vào bốn đọa xứ. Thì trong bốn đọa xứ thì chúng ta phải hiểu rằng cái cảnh giới địa ngục là đau khổ nhất, cảnh giới địa ngục là đau khổ nhất. Thì trong cảnh giới địa ngục đó, thì cũng có nhiều địa ngục chứ không phải là một địa ngục. Thì theo cái tài liệu của ngài Uttila Nanda, ngài có nói là địa ngục đó, nó nằm trong cái lòng trái đất của chúng ta đang ở. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng cái quả địa cầu, cái trái đất chúng ta đang ở trong là nó có một cái, ở trong là chúng ta thấy tầng lửa, lâu lâu mà chúng ta thấy có những cái núi lửa mà nó phun lửa lên đó. Thì theo cái tài liệu của ngài Uttila Nanda, ngài nói rằng ở trong cái trái đất chúng ta ở, cái mặt trên cái vỏ của lớp trái đất đó, nó thuộc về đất, và ở trong cái lòng đất đó, thì cái lớp đất thì có một cái lớp bằng gọi là bằng sắt, thì ở trong đó là có những cái địa ngục nằm trong đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong lòng trái đất chúng ta đó, nó có một cái sức nóng ở trong đó. Lâu lâu mà núi lửa nó phun lửa lên thì chúng sanh khi mà chết tái sanh vào cảnh giới địa ngục phải chịu cái sự nóng đốt như vậy. Thì trong cảnh giới địa ngục đó, khi mà chúng ta tái sanh vào đó không phải là chúng ta ở trong đó hoài, cũng theo thời gian thì chúng ta cũng thoát địa ngục chứ không phải là chúng ta ở trong địa ngục hoài. Nhưng mà tùy theo cái địa ngục, nếu mà cái tội chúng ta nặng đó, thì chúng ta sanh vào cái cảnh giới địa ngục như là địa ngục A Tỳ á, thì cái thời gian chúng ta phải chịu đau khổ lâu dài, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong đó. Có những địa ngục á, thì nó nhẹ hơn. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy rằng á, có những người mà họ bị phạm tội đó, có những người mà họ mang tội giết người hay là cướp của đó, thì chính quyền ta mới bắt có thể đem ra để mà tử hình. Thì những cái tử tù này đó, tức là cái tội nặng, phải nhốt một cái nơi khác. Thì có những người bị tội chung thân, có những người bị tội 10 năm, 20 năm, mà có những người bị tội có thể là vài tháng thôi. Thì chúng ta thấy rằng tùy theo cái tội mà bên chính quyền ta sẽ nhốt có sự khác nhau. Tội càng nặng đó, thì sẽ khổ nhiều. Như thế nào cũng vậy, trong cảnh giới địa ngục cũng có nhiều cảnh giới địa ngục. Chẳng hạn như là vua A Xà Thế thì sanh vào cái địa ngục Đồng Xoay, còn Đề Bà Đạt Đa phải sanh vào cảnh giới A Tỳ, địa ngục A Tỳ. Thì Đề Bà Đạt Đa cái tội nặng hơn nên sanh vào địa ngục A Tỳ, còn vua A Xà Thế thì cái tội nhẹ hơn nên sanh vào cái địa ngục Đồng Xoay. Thì cái thời gian mà phải chịu khổ thì Đề Bà Đạt Đa đó là chịu khổ lâu dài hơn, còn vua Xà Thế thì chịu khổ ngắn hơn. Thì tùy theo cảnh giới địa ngục chứ không phải là chúng ta sanh vào cảnh giới địa ngục là chúng ta ở đó luôn. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng khi mà chúng ta thoát cảnh giới địa ngục nó cũng phải có thời gian dài, có thể là chúng ta phải chịu đựng cái sự đau khổ như đó vài ngàn năm, vài triệu năm vậy. Thì mà hết nghiệp là chúng ta mới được sanh làm trời hay làm người. Đó là chúng ta hiểu về cái cảnh giới địa ngục mà trong kinh Đức Phật cũng có thuyết rất là nhiều. Chẳng hạn như Phật tử nào chúng ta muốn tìm hiểu, chúng ta vào trung bộ kinh, bài kinh Hiền Ngu, Đức Phật có dạy về cái cảnh giới địa ngục. Chúng Thế Tôn mình có diễn đạt về cái sự đau khổ cái cảnh giới địa ngục. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, ví như có một người tội đáng phải được sự chết, thì có một số người mới đem cái người tội này đến đến đức vua. Thì những người kia mới nói rằng là thưa bệ hạ, cái người tội này đáng phải sự tử, bệ hạ hãy làm những gì mà bệ hạ cảm thấy là hợp thời. Thì khi đó đức vua mới nói những người kia rằng các ngươi hãy đem cái người tội này ra ngoài đâm cho nó 100 ngọn giáo,
Thì những người này họ mới đem cái người tội ra ngoài đâm 100 ngọn giáo, xong mới để cho người đó nằm ở đó. Là tới chưa, người này cũng chưa chết nữa, thì những người kia họ mới đem cái người tội vào thưa Đức Vua rằng: thưa bệ hạ, cái người tử tù này cũng chưa chết. Thì Đức Vua mới nói rằng: hãy đâm cho nó thêm 100 ngọn giáo nữa. Thì khi mà đâm 100 ngọn giáo nữa đó, rồi mới đem ra ngoài phơi nắng, và cái người tội này cũng chưa chết. Rồi một số người mới đem cái người tội đó vào thưa Đức Vua, nói: thưa đại vương, cái người tử tù này cũng chưa chết. Thì Đức Vua mới nói rằng: hãy đâm cho nó thêm 100 ngọn giáo nữa. Thì khi đó Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, cái người tử tù này đó bị đâm 300 ngọn giáo như vậy có đau khổ hay chăng? Thì những vị tỳ kheo mới nói rằng: bạch Thế Tôn, cái người tử tù này đó chỉ đâm một ngọn giáo thôi là chúng con nghĩ rằng đã đau khổ lắm rồi, huống chi nữa là 300 ngọn giáo. Thì Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, cái sự đau khổ của người tử tù này bị đâm 300 ngọn giáo, cái sự đau khổ này không thể nào so sánh với cái sự đau khổ chúng sanh dưới cảnh giới địa ngục. Và cái sự đau khổ của cái người tử tù này không bằng 1%, phần ngàn, phần trăm ngàn chúng sanh đang chịu khổ dưới cảnh giới địa ngục, vì trong cảnh giới địa ngục chúng sanh đau khổ vô cùng. Thì trong bài kinh Hiền Ngu, Đức Thế Tôn ngày đó thí dụ như chúng ta thấy rằng cái sự đau khổ với cảnh giới địa ngục, thì chúng ta thấy rằng có những lúc là chúng ta bị đứt tai, hay là chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức răng, chúng ta có một cái căn bệnh gì nó sinh khởi, chúng ta cảm thấy đau đớn, chúng ta khó chịu, thì chúng ta thấy rằng cái sự đau đớn như vậy chúng ta cũng thấy khổ vậy. Nhưng mà cái sự đau đớn của chúng ta đó, thì có thể một ngày hai ngày nó hết. Còn những chúng sanh với cảnh giới địa ngục á, tức là không có một cái thời gian nào mà có thể thoát được cái sự đau khổ đó. Tức là cứ liên tục bị khổ đau như vậy, từ năm này sang năm nọ, từ ngày này sang ngày nọ. Khi nào mà chúng sanh này á, trả hết cái ác nghiệp rồi, chúng sanh này mới thoát được cảnh giới địa ngục. Đó là cái sự đau khổ với cảnh giới địa ngục. Và trong kinh thì Đức Phật cũng có dạy về cảnh giới địa ngục, Đức Thế Tôn người cũng thuyết nhiều. Cho nên chúng ta tự nghĩ là không có cảnh giới địa ngục. Khi mà chúng ta sợ như vậy đó, thì chúng ta không dám làm điều ác. Rồi cái cảnh giới thứ hai là cảnh giới ngạ quỷ. Cảnh giới ngạ quỷ thì nói chung nó đỡ khổ hơn cảnh giới địa ngục. Thì cảnh giới địa ngục ngạ quỷ đó, thì chúng ta thấy rằng là khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài đã chứng được các thần thông đó, từ trên núi Linh Thú ngài đi xuống, thì ngài thấy nhiều cái loại ngạ quỷ nó có những cái hình thù nó khác với nhau. Thì khi đó ngài nhìn, ngài mới mỉm cười. Khi đó có một vị tỳ kheo bạn của ngài đó mới hỏi: tại sao mà ngài mỉm cười như vậy? Thì ngài mới nói rằng ngài thấy những cái loại ngạ quỷ nó có những cái hình thù nó khác khác, vì nó rất là kỳ lạ. Thì khi đó ngài Mục Kiền Liên và với cái vị tỳ kheo bạn của ngài Mục Kiền Liên nó đi đến để gặp Đức Phật. Thì cái vị tỳ kheo kia mới nói rằng: ngài Mục Kiền Liên, ngài thấy thấy như vậy đó, là có đúng như vậy hay không? Thì Đức Phật mới dạy rằng: khi mà Như Lai mới thành đạo, Như Lai cũng đã thấy nhiều loài ngạ quỷ, nhưng mà trong lúc đó Như Lai chưa có thiết, chưa có nói ra. Khi mà Như Lai nói ra trong cái thời kỳ đó, sợ chúng sanh không hiểu, chúng sanh nó phỉ báng thì nó sẽ bị bất hạnh cho họ. Thì Đức Phật mới xác nhận rằng á, cái điều mà ngài Mục Kiền Liên thấy là đúng như vậy. Thì trong cái cảnh giới ngạ quỷ, do cái ác nghiệp mà chúng sanh này còn sống đã làm những điều ác, nên tái sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ này thường có sự đối kháng do cái nghiệp á. À, có những loài ngạ quỷ nó họ khát nước như vậy đó, họ đến cái một cái dòng sông đó, họ tính uống, thì cái dòng sông đó nó biến thành nó máu, do cái nghiệp mà chúng sanh này đâu có thể uống nước được. Thì có những chúng sanh đó chết sanh dòng ngạ quỷ đó, cái bụng đó, thì nó lớn như cái trống, mà cái cổ nó nhỏ như cái kim vậy, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng khát mà đâu có ăn được.
cái cỏ mà nhỏ như cây kia làm sao mà nuốt mà ăn được, do cái nghiệp chúng sanh này đã tạo nên quá khứ. Thì các vị muốn tìm hiểu về ngạ quỷ đó, thì các vị vào tiểu bộ kinh nói về ngạ quỷ sự đó. Thế là có Đức Thế Tôn người có thiết mà những chúng sanh mà khi mà họ còn sống họ làm những điều ác, sát sanh trộm cắp tà dâm hay làm những điều bất thiện đó, do cái ác nghiệp này sau khi chết sanh vào những loại ngạ quỷ. Nên là chúng ta thấy rằng cái thời mà mới giải phóng vô thì cái thời đó chiến tranh mà chết nhiều, mà có những người chết tức tưởi, có những người chết thì quan ức vân vân, thì cái thời đó là chúng ta thấy rằng nhiều người người ta thấy 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 như loại ngạ quỷ này, nhưng mà thường thường nhân gian mình gọi là ma đó. À, có những người họ thấy những cái loài ma họ thấy hiện hình lên, họ thấy những cái hình thù quá dị. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu theo lời dạy Đức Phật đó, tức là những cái loài này gọi là quỷ, là quỷ. Cho nên trong kinh đó, thì Đức Phật cũng có nói về những chúng sanh mà chết thành những loài ngạ quỷ rất là nhiều. Cho nên cảnh giới ngạ quỷ cũng là cái cảnh giới đau khổ. Rồi cái cảnh giới đau khổ thứ ba đó, tức là cái cảnh giới Atula. Thì Atula chúng ta phải hiểu rằng có hai loại, đó là Atula thiên và Atula địa. Atula thiên thì sướng lắm. Atula thiên á, thì chúng ta xem có nhiều bài kinh mà Atula thường đến để mà chiến đấu với cõi trời Bom Bao đó, thì gọi Atula thiên này có phước báo lớn, cũng có phước chứ không phải là không có phước đâu. Nhưng mà ở đây cái cõi khổ thì đây sư muốn đề cập đến là Atula địa. Atula địa tức là cũng ở trong cái quả địa cầu của chúng ta, họ cũng sống vắt dơ vắt dưỡng vậy đó. Có thể chúng ta đi vào những cái miếu cái đình nào đó, để có những người đã cúng rồi đó, thì những cái loài Atula nào cũng hưởng, có những loài Atula cũng khổ giống như loài ngạ quỷ. Thì cái loài Atula địa đó và loài ngạ quỷ thì nó sống cùng chung với cảnh giới của mình, cũng xung quanh mình đây thôi. Khi nào chúng ta có thiên nhãn thì chúng ta sẽ thấy được những loài chúng sanh này. Tại những chúng sanh này là những cái chúng sanh sắc tế mà chúng ta mắt phàm chúng ta không thấy được. Và khi nào những cái loài này nó hiện lên đó, thì chúng ta mới thấy được. Nó muốn cho chúng ta thấy nó hiện ra nguyên hình lên chúng ta mới thấy được. Rồi cái cảnh giới cái đau khổ thứ tư đó là những loài bằng xanh. Những loài bằng xanh thì chúng ta dễ hiểu rồi, giống như là trâu, bò, gà, vịt, các loài côn trùng vân vân. Thì đây cũng là những chúng sanh tạo ác nghiệp nên tái sanh vào những cảnh giới này. Thì trong bốn cái cảnh giới đau khổ này đó là do chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, là sau khi chết phải tái sanh vào bốn cái cảnh giới này. Cho nên đó, khi mà chúng ta quan sát về bốn cảnh giới này đó, chúng ta sợ nên chúng ta không dám làm điều ác. Và những cảnh giới này chúng ta cũng đã từng tái sanh vào đây cũng nhiều lần rồi. Tại vì trong cái sanh tử luân hồi mà chúng ta làm thiện thì ít mà làm ác thì nhiều. Cho nên có những người mà người ta suy xét về cái sự nguy hiểm của bốn loại xứ này nên người ta nhàm chán. Những người ta nhàm chán, người ta muốn tu để chứng a la hán để giải thoát, cái ngày nào còn sinh tử thì cái ngày đó còn phải rơi vào bốn bốn cái đời sống này, mà chúng ta phải hiểu như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng do sát sanh trộm cắp tà dâm thì sau khi chúng ta chết là chúng ta có thể sanh vào bốn cái đời sống này, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Rồi lên nữa, miệng chúng ta tạo điều có bốn cái điều ác, đó là khẩu ác, tức là chúng ta nói dối, chuyện có chúng ta nói không, chuyện không chúng ta nói có, chúng ta có nghe chúng ta nói không nghe, và không nghe chúng ta nói có nghe, cái gì không biết chúng ta nói chúng ta biết, và cái gì biết chúng ta nói chúng ta không biết. Thế tại chúng ta nói để chúng ta lừa đảo người khác, chúng ta lừa gạt người khác. Thì khi mà chúng ta nói dối đó, thì nói chung đó, nếu mà chúng ta nói dối mà để tổn hại đến mọi người, làm cho người khác phải đau khổ thì cái tội nó nặng. Còn nếu mà chúng ta nói dối mà không có
tổn hại đến người á, thì cái tội đó nhẹ. Để chúng ta nhớ vậy, tùy theo cái nghiệp mà chúng ta tạo nên nó sẽ cho quả tương đương. Thì do tham, do sân, do si, do bất thiện pháp mà có thể bị chúng ta nói những điều bất thiện, thì khi chúng ta nói dối nó cũng là cái nghiệp ác, nó cho quả, chúng ta cũng rơi vào bốn đồ sứ. Mà khi mà chúng ta mang cái nghiệp nói dối thì trong kinh dạy rằng á, do cái nghiệp này nó cho quả mà làm thức tái sinh, thì chúng ta sinh vào bốn đồ sứ. Nếu mà nó không cho quả, mà cái thiện nghiệp là cho quả, chúng ta sinh làm người á, mà chúng ta sanh làm người trong lúc đó, cái nghiệp ác nói dối này nó sẽ cho quả trong cái đời sống bình sinh chúng ta. Khi chúng ta đã tái sinh rồi thì có thể chúng ta sanh ra làm người, chúng ta là người bị ngọng, bị câm, hay là cái miệng chúng ta nó hôi thối, đó là cái ác quả mà chúng ta mang cái tội nói dối. Cho nên cái điều ác nó luôn luôn đưa đến sự đau khổ. Rồi lại nữa, cái nghiệp ác mà do miệng chúng ta nói ra đó, đưa đau khổ cho mình, cho người, là chúng ta nói lời chia rẽ. Chúng ta thường nói cho những người khác họ hiểu lầm với nhau, để họ xa lìa nhau. Chẳng hạn vợ chồng người ta đang sống hạnh phúc vậy đó, chúng ta tìm cách này cách kia để chúng ta chia rẽ cho vợ chồng người ta hiểu lầm, cái người ta thôi nhau, đó cũng là mang tội chia rẽ. Anh em dòng họ người ta sống với sự hòa hợp, chúng ta có cái tâm ghen ghét, chúng ta khởi lên chúng ta nói như thế nào đó cho anh em người khác phải hiểu lầm nhau, đánh đập nhau, phải xa lìa nhau, hận thù với nhau, như vậy chúng ta nói là chi đã. Hay là bạn bè người ta đang thân thiện với nhau, mà chúng ta có cái tâm ganh tị, chúng ta ghen ghét, chúng ta nói cho hai người này hiểu lầm với nhau, bạn bè người ta xa nhau, chúng ta qua người A chúng ta nói người B, chúng ta qua người B chúng ta nói người A để cho họ hiểu hiểu lầm, mà từ đó họ tan rã. Như vậy tính là chúng ta nói lời chi trả cái ác nghiệp này nó cho quả, chúng ta phải sanh vào bốn đời sống. Mà chúng ta không sanh vào bốn đời sống, cái thiện nghiệp nó cho quả, chúng ta sanh làm người, chúng ta sanh ra đời, chúng ta sống, chúng ta không có được hòa hợp. Chúng ta sanh trong một gia đình nào đó, gia đình chúng ta cũng xào xáo hay cũng tan rã, bạn bè cũng vậy, cũng không có được hòa thuận với nhau, là do chúng ta nói cái lời chia rẽ. Lại nữa, cái điều ác nghiệp đó, thứ tư mà chúng ta tạo, thứ ba mà do cái khẩu chúng ta tạo đó, tức là chúng ta nói lời độc ác. Chúng ta thường nói những cái lời thô tháo, chửi mắng người khác, hay cái lời nói chúng ta nói ra làm cho người khác phải bể đầu, nhức óc. Thì cái lời nói thô tháo, độc ác ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng có những người mà không nói tục tiểu cũng là cái lời nói thô ác. Là có những lúc đó, mà chúng ta nói bằng những danh từ tuy là nó không có thô lỗ, nhưng mà người khác họ nghe nó họ cũng đau đầu, cái đó cũng là lời nói thô ác. Tại vì trong lúc đó chúng ta nói bằng tâm sân, chúng ta tìm cách này cách kia, chúng ta lựa cái lời nói nào đó để cho chúng sanh đó bực mình, để chúng sanh nó khổ đau, thì như vậy cũng được gọi là cái lời nói gọi là thô ác. Mà chúng ta phải hiểu vậy, cho nên những cái điều ác này nó luôn có sức mạnh và nó vẫn có cơ hội nó cho quả làm thức tái sinh trong tương lai. Và nếu mà nó không cho quả thì bốn loại thứ mà chúng ta sanh làm người á, cái thiện nghiệp mà nó cho sanh làm người á, chúng ta sanh ra làm người á, thì khi mà chúng ta làm người á, thì thường thường chúng ta nghe những cái lời chua chát người khác chửi mình, hay là mình nghe những cái tiếng là rùng rợn, nó không có được hài lòng, không được thể do cái ác nghiệp có thứ mà mình nói là thô ác. Và thứ tư nữa đó, là do cái lời nói ác của chúng ta đó, tức là chúng ta nói lời nhảm nhí, chúng ta hay nói những cái lời, chúng ta kể những câu chuyện liên hệ đến tham, chúng ta kể câu chuyện đó nó có thật là làm cho người khác khởi cái lòng tham ái sân khởi, hay là chúng ta nói những câu chuyện nó có thật, chúng ta bịa đặt, chúng ta nói cái câu chuyện gì đó
người ta nghe xong người ta sợ hãi, người ta sân giận, thì những cái lời nói gọi là lời nói nhảm nhí. Thì những cái lời nói nhảm nhí này nó vẫn cho quả chúng ta phải sanh dần cảnh giới khổ đau, và chúng ta sanh làm người chúng ta vẫn đau khổ. Cái lời nói chúng ta không có giá trị, chúng ta nói cũng ai lắng nghe, tại vì quá khứ mình thường nói lời nhảm nhí. Thì á, khẩu chúng ta tạo bốn cái điều ác, đó là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời nhảm nhí, nó vẫn cho quả chúng ta vẫn tái sanh vào bốn đời xứ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la. Chúng ta sanh làm người chúng ta vẫn là cái người bất hạnh như thường. Nên chúng ta thấy là Đức Phật chúng ta còn Bồ Tát, ngài luôn nói những cái lời chân thật, ngài nói những cái lời hòa hợp, ngài nói những cái lời dịu ngọt, ngài luôn nói những cái lời có lợi ích, có giá trị. Nên ngài sanh ra đời đó, cái tiếng của ngài giống như là tiếng phạm thiên vậy, cái giọng nói của ngài nghe là chúng sanh lắng nghe, khi mà ngài nói ra là chúng sanh lắng nghe. Cái miệng ngài xinh đẹp, hàm răng ngài trắng đều đẹp, cái lưỡi ngài dài, tại quá khứ ngài luôn phát triển những cái lời nói thiện. Cho nên chúng ta hiểu được cái sự nguy hiểm của cái ác nghiệp. Rồi lại nữa, nói về cái điều ác, ý chúng ta có tạo có ba cái ác nghiệp, đó là tham lam, sân giận và tà kiến. Thì tham tham mà chúng ta tạo ác nghiệp nó cho quả tái sinh, nó chúng ta đau khổ, thì chúng ta phải hiểu rằng tham ác. Tham ác là gì? Tức là chúng ta thấy tài sản của người khác là chúng ta mong muốn chiếm đoạt cái tài sản của người khác về mình, thì như vậy gọi là tham ác. Hay là chúng ta thấy vợ con của người khác, chúng ta mong muốn, chúng ta muốn chiếm đoạt vợ con của người khác của mình, thì như vậy cũng được gọi là tham ác. Thì cái tham ác này chúng ta tạo qua cái lậu ý, chúng ta tạo qua ý thôi chứ không cần tạo qua thân hay là khẩu, thì như vậy nó vẫn cho quả, nó vẫn cho quả, chúng ta vẫn đau khổ như thường. Rồi lại nữa, cái điều ác thứ hai của ý là gì? Tức là sân ác. Sân ác tức là chúng ta khởi lên cái sự bực mình, là khi đó chúng ta có những cái tư tưởng thù hận, chúng ta mới nghĩ rằng mong cho chúng sanh này bị xe đụng chết, mong cho chúng sanh này bị rắn cắn chết, mong cho chúng sanh này chết một cách bất đắc kỳ tử. Thì chúng ta có những tư tưởng mà chúng ta muốn hại chúng sanh kia, chúng ta dặn lên rồi bắt đầu chúng ta mới nghĩ trong đầu muốn dùng cách này cách kia để hại chúng sanh khác, thì như vậy được gọi là sân ác. Thì cái sân ác này nó dẫn cho quả để chúng ta rơi vào những đọa sử. Còn bình thường chẳng hạn như giờ chúng ta đang bị bệnh, chúng ta khởi tâm sân thì cái sân nó sân thông thường, cái đó thì nó nhẹ không sao cả. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn các ngài đã diệt được tham ác và sân ác. Các ngài tuy rằng còn tham nhưng mà các ngài chỉ có tham thông thường thôi. Những bậc Tu Đà Hoàn á, các ngài ăn thôi hủ tiếu hay là ngửi mùi thơm thì các ngài có thể vẫn thích, thì cái thích đó đâu có hại ai đâu. Nhưng mà bậc thánh Tu Đà Hoàn không còn bao giờ mà có cái tâm mà tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của chúng sanh khác. Bậc thánh Tu Đà Hoàn không còn tham ác, cho nên các ngài đâu có sanh vào bốn đời sống được. Là bậc thánh Tu Đà Hoàn các ngài vẫn còn sanh thông thường, các ngài khi mà có bệnh đó các ngài cũng cảm thấy khó chịu, khi mà thất niệm các ngài khó chịu đó bình thường, nó sanh thông thường không có hại ai cả. Còn cái sân ác mà để muốn hại chúng sanh này hại chúng sanh kia thì bậc thánh Tu Đà Hoàn không còn được. Nhưng mà nói phạm phu chúng ta thì vẫn còn tham ác, cái tham ác đủ duyên nó sanh, mà chúng ta vẫn có tham thông thường nữa. Chúng ta vừa có tham thông thường mà chúng ta vừa có tham ác, rồi chúng ta cũng có sân ác mà chúng ta cũng có sân thông thường nữa. Thì ở đây đó, sân ác là chúng ta phải hiểu rằng khi nào chúng ta có những cái tâm sân với sự hận thù, chúng ta muốn hại chúng sanh khác, thì như vậy gọi là sân ác. Thì nó vẫn đưa cho quả để chúng ta tái sanh vào những cảnh giới khổ đau. Rồi thứ ba đó, cái nghiệp ác thứ ba của ý ác là gì?
tức là tà kiến. Thì tà kiến á, nếu mà chúng ta đề cập đến tà kiến ác, tà kiến mà chúng ta phân tích rộng á, theo cái bài kinh gọi là Chừng Bộ Kinh, bài kinh gọi là Phạm Võng, tới với 62 tà kiến. Nhưng mà ở đây đó, xin nói gọn cho các vị dễ nắm bắt. Nếu mà tà kiến á, thì chúng ta phải hiểu rằng còn có thường kiến và động kiến, và thứ ba nữa là thân kiến. Nhưng mà ở đây đó, cái tà kiến ác là chúng ta phải hiểu rằng đó, là chấp vào gọi là động kiến. Động kiến đó, gọi là như vậy, gọi là tà kiến ác. Động kiến là gì? Thứ nhất là vô nhân kiến, tức là có một số chúng sanh đó, họ cho rằng đó, ở đời này mỗi pháp hiện hữu là tự nhiên, ngẫu nhiên, chứ không có do nhân do duyên. À, cái người đó giàu có cũng là tự nhiên, người đó nghèo khổ cũng là tự nhiên, cái người đó mà ô nhiễm cũng là tự nhiên, cái người đó thanh tịnh cũng là tự nhiên. Nhưng mà trong Phật giáo thì Đức Phật đâu có chấp nhận điều đó. Cái sự giàu sang đó cũng phải có nguyên nhân, do bố thí mới có giàu sang, nghèo khổ cũng do có nguyên nhân là bủn sỉnh. Còn cái người đó mà thanh tịnh thì cũng phải có nguyên nhân, cái người đó thanh tịnh là phải biết cách tu tập thì cái người đó sẽ thanh tịnh. Còn cái người mà khởi cái sự bất thiện là cũng do cái nguyên nhân. Cho nên á, chẳng hạn chúng ta thấy rằng tham sân si sân khởi nó phải có nguyên nhân. Khi mà tham chúng ta sân khởi là do chúng ta thấy cảnh đẹp, là chúng ta không có như lý tác ý, tức là chúng ta phi như lý tác ý, là tham mới sân khởi, chứ đâu phải tự nhiên mà tâm tham sân đâu. Nên là chúng ta gặp, hay là cái tâm sân chúng ta sinh khởi nó cũng phải là tự nhiên, do chúng ta gặp cảnh xấu rồi chúng ta không có như lý tắc ấy thì tâm sân nó sân. Bây giờ chúng ta gặp cảnh đẹp chúng ta đâu có sân. Cho nên tất cả các pháp ở đời này hiện hữu đều có nhân duyên cả, nhưng mà có một số chúng sanh thì họ cho là ngẫu nhiên tự nhiên đó, thì như vậy gọi là tà kiến, được gọi là vô nhân kiến. Rồi cái thứ hai nữa đó là vô hành kiến. Vô hành kiến là gì? Tức là có một số chúng sanh họ cho rằng những cái hành động thiện ác thì thật sự ra cái danh từ đó kêu gọi do vô vậy thôi, chứ thật sự ra làm ác không có đưa đến kết quả khổ đau, mà làm thiện không có đưa đến kết quả an lạc. Thì những chúng sanh mà họ có những cái tư tưởng như vậy thì như vậy được gọi là vô vô hành kiến. Và thứ ba gọi là vô hữu kiến, tức là những chúng sanh đó, có một số chúng sanh họ cho rằng không có ân đức của cha, không có ân đức của mẹ, tức là không có kết quả của thiện và ác, làm thiện không có đưa đến kết quả, làm ác không có đưa đến kết quả. Và ở đời này đó cũng không có những cái người nào tu chứng thiền hay là đạt đạo, tức là họ cho rằng những gì mà họ không thấy không biết ngoài cái sự hiểu biết của họ, họ cho rằng cũng có, thì như vậy được gọi là vô hữu kiến. Thì nếu mà những người nào mà họ có ba cái sự chấp này, tức là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô hữu kiến, thì như vậy được gọi là tà kiến ác. Mà tà kiến ác này nó cũng là cái dạng gọi là trọng ác nghiệp mà đợt rồi sẽ có trình bày. Thì những chúng sanh này mà có những cái tư tưởng này đó, thì sau khi họ chết thì họ phải sanh vào cảnh giới địa ngục, cảnh giới khổ nhất, chứ không phải là sanh vào ngạ quỷ hay là bằng sanh Atula, phải sanh vào địa ngục. Thì tà kiến này đó, thì chúng ta thấy rằng á, cũng có nhiều người họ chấp dấp phải vào vấn đề này. Thì nếu mà chúng ta chấp vào ba cái vấn đề gọi là vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến thì như vậy được gọi là động kiến. Còn nếu mà chúng ta đó phân tích đó, gọi là tà kiến, mà chúng ta có thân kiến thì cái đó bình thường không sao cả. Tại phàm phu chúng ta thì ai cũng có thân kiến cả. À, thì mà thân kiến là gì? Chẳng hạn như chúng ta đang ngồi, chúng ta nghĩ rằng cái thân này của tôi, cái đó cũng là tà kiến, là thân kiến. Hay là chúng ta có cái cảm giác vui buồn thản nhiên gọi là thọ, chúng ta nghĩ rằng tôi vui tôi buồn tôi thản nhiên, thì chúng ta chấp như vậy cũng được gọi là tà kiến, nhưng mà được gọi là thân kiến, cái này bình thường thôi. Nên là chúng ta chấp vào tưởng, tức là cái sự kinh nghiệm, cái gì mà chúng ta biết thì chúng ta biết lại, chúng ta hiểu gọi là tưởng ngủ, là chúng ta chấp vào tưởng là của tôi,
thì như vậy cũng rơi vào tàn kiến mà đừng gọi là thân kiến. Hay là chúng ta chấp vào hành là của tôi, hành đó là cái sự cố ý làm thiện hay làm ác, thì chúng ta nghĩ rằng cái hành này là của tôi, như vậy cũng rơi vào thân kiến. Hay là chúng ta chấp vào thức là của tôi, chẳng hạn khi mà thấy nghe ngửi nếm đụng, tức là thức mà biết cảnh sắc cảnh thanh cảnh khí cảnh vị cảm xúc cảnh pháp, biết một cách đơn thuần đó, gọi là thức của. Thì trong lúc mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng thì chúng ta cũng cho rằng cái đó là tôi đó, thì cái đó cũng rơi vào tà kiến gọi là thân kiến. Thì khi mà chúng ta chấp nhận cái thân kiến này, cái đó bình thường, ngày nào mà chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có học hỏi giáo lý, nghĩa là chúng ta học về diệu pháp, chúng ta biết đây chỉ là sắc, đây chỉ là thọ, đây chỉ là tưởng, đây chỉ là hành, đây chỉ là thức, và chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta quan sát để chúng ta thấy rõ được năm uẩn này là vô thường khổ vô ngã, cái đó chúng ta mới động thân kiến. Cho nên bậc thánh Tu Đà Quần đã động thân kiến rồi, còn chúng ta vẫn còn thân kiến. Mà chúng ta còn thân kiến thì chúng ta vẫn còn có cơ hội chúng ta làm điều ác. Bậc thánh Tu Đà Quần không còn làm điều ác nữa thì do cái ngài đã đoạn được thân kiến. Các người khác mà có đánh vào cái thân này, cái ngài biết đánh vào sắc uẩn nhưng phải đánh vào các ngài, cái ngài không còn thân kiến nữa. Còn chúng ta khi mà ai mà xúc phạm đến cái thân thể này, để chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của tôi, là tự ngã của tôi, chúng ta còn thân kiến, từ đó tham bắt đầu sinh khởi, sân bắt đầu sinh khởi và si bắt đầu sinh khởi, chúng ta tìm cách này cách kia để chúng ta hại chúng sinh khác, thì như vậy chúng ta vẫn còn làm điều ác được, tại mình còn thân kiến. Hay là cái niềm vui, tức là buồn vui hay thản nhiên á, bậc thánh Tu Đà Quần biết đây là thọ thôi, không phải các ngài, còn chúng ta vẫn còn chấp cái vui này của tôi, cái buồn này của tôi, cái thản nhiên này của tôi, lúc này tôi vui quá, lúc này tôi buồn quá, lúc này tôi thản nhiên quá, mà chúng ta đang vui mà ai mà cản trở cái niềm vui đó của chúng ta là hơi mệt, thì mình đang chấp cái vui đó của mình. Bởi vậy chúng ta còn chấp như vậy là chúng ta vẫn còn làm điều ác dài dài. Thì nào chúng ta chưa chứng là Tu Đà Quần là chúng ta còn nguy hiểm đủ duyên, thì cái ác nó sanh khởi chúng ta làm thì chúng ta sanh nhập đến cõi sớm. Ở đây nữa, Bậc Thánh Tu Đà Quần có ngài không có chấp vào cái tưởng của các ngài, chẳng hạn như là những gì mà các ngài học hỏi như là kinh điển, các ngài nghe Đức Phật thuyết, hay là trong đời sống kinh nghiệm của các ngài đó, các ngài nhớ lại thì các ngài biết đây chỉ là tưởng, các ngài không chấp vào sự kinh nghiệm của các ngài. Còn chúng ta thì chúng ta còn chấp vào cái tưởng là của mình, nên chúng ta còn thân kiến, chúng ta còn tà kiến. Tưởng tức là gì? Tức là những gì chúng ta biết, bây giờ chúng ta biết lại đó gọi là tưởng. Chẳng hạn các vị đã từng nghe cái tiếng của sư, giờ các vị nghe lại, các vị biết đây là tướng tiếng của sư Tinh Tuệ, đó là tưởng của. Tức là những gì nghe rồi bây giờ chúng ta nghe lại, chúng ta nhớ, chúng ta hiểu lại đó, cũng thuộc về tưởng. Tưởng tức là cái sự kinh nghiệm. Các vị đã từng đi đến chùa Viên Tại nhiều lần rồi, các vị biết đường đi, đã đi rồi, bây giờ mình đi lại mình nhớ đường, cái sự nhớ nó gọi là cái chức năng của tưởng, nó nhớ. Nên chúng ta học kinh, chúng ta nghe kinh, chúng ta hiểu, sau này chúng ta nhớ lại từng cái bài kinh, nhớ lại từng chi pháp, đó là tưởng nó đang làm việc. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta cứ chấp vào những cái sự kinh nghiệm đó là của tôi, cái sự hiểu là của tôi, nên mọi người phải nghe lời tôi, phải hiểu theo cái ý của tôi. Còn Bậc Thánh Tu Đà Quần cái ngày đâu chấp vào cái tưởng đó là của các ngài. Rồi cái hành đó, các Bậc Thánh Tu Đà Quần không còn nghĩ cái hành của các ngài nữa. Hành tức là cái sự cố ý, chủ ý làm thiện hay làm ác á, gọi là hành. Còn chúng ta vẫn chấp vào cái hành là của chúng ta, nên chúng ta vẫn còn tà kiến, chúng ta vẫn còn thân kiến. Lúc này tôi làm thiện, lúc này tôi làm những cái điều đó không tốt, tôi cảm thấy khó chịu, chúng ta luôn luôn chấp vào đấy, cái hành đó là tự ngã của mình. Bởi những lúc mình làm thiện nhiều, cái mình chấp vào đấy, hành đó của mình, cái mình ngã mạn, chúng ta cứ khổ dài dài. Nên chúng ta vẫn còn thân kiến, thân kiến này được gọi là tà kiến. Rồi đây nữa, chúng ta chấp vào cái thức là của ta, thức là chúng ta biết đó, ngày như chúng ta các bạn dành lên sơn mà biết cách đơn thuần là thức cũng, nhưng mà cái thấy đó chúng ta luôn luôn cứ nghĩ là tôi ta đó. À, chúng ta nghĩ như vậy tức là chúng ta có tà kiến, nhưng mà chấp vào thân kiến,
Thì nói chung những cái chấp này không sao cả, nhưng mà chúng ta là người tu tứ niệm xứ, lâu ngày chúng ta phải càng hiểu cái năm uẩn này, để chúng ta đừng có những cái tư tưởng sai. Chúng ta phải có cái chí văn đúng, chúng ta có chí văn đúng, sau này chúng ta vô hành thiền, chúng ta quan sát, chúng ta đang ngồi, chúng ta thấy rằng trong lúc này chỉ có sắc ngồi, không phải là tôi ngồi. Trong lúc buồn vui hay thản nhiên, chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có thọ đang cảm giác, không phải là tôi. Trong lúc này chúng ta nhớ là cái gì đó, thì chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có tưởng thôi, chứ không phải là tôi. Hay trong lúc này mình có sự cố ý để quan sát cái gì đó, mình cố ý nhận biết cái gì đó, chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có hành thôi, chứ không phải là tôi. Là trong lúc này chúng ta đang biết cách đơn thuần đó, chúng ta biết trong lúc này chỉ có thức thôi, không phải là tôi. Thì khi mà chúng ta có cái tư tưởng đúng như vậy, chúng ta mới hành tới niệm xứ được. Khi chúng ta vô hành tới niệm xứ mà chúng ta còn một cái tà kiến và thân kiến, tôi đang đi, tôi đang đứng, tôi đang ngồi, thì như vậy rơi vào tà kiến và thân kiến, chúng ta tu tới niệm xứ được. Buồn vui thản nhiên đó của tôi, vân vân, thì như vậy chúng ta tu tới niệm xứ được. Thì nói tóm lại đó, thì đây chúng ta phải hiểu rằng á, cái tà kiến ngát đó là chỉ cho rơi vào cái tà kiến gọi là động kiến, tức là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô hữu kiến, thì như vậy được gọi là tà kiến ngát. Thì chúng ta thấy rằng á, thân chúng ta có tạo ba ác nghiệp, đó là sát sinh trộm cắp, miệng chúng ta tạo bốn ác nghiệp, đó là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời nhảm nhí, và ý chúng ta thì tạo ba ác nghiệp, đó là tham lam, sân giận và tà kiến, đó là tham ác, sân ác và tà kiến. Thì như vậy chúng ta tạo 10 ác nghiệp này, sau khi chúng ta chết thì chúng ta phải sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Để khi chúng ta hiểu được như vậy rồi, khi nào mà các vị muốn giết con muỗi, con kiến hay con bất cứ con gì, các vị biết đây là điều ác, nếu mình làm điều ác này mình sẽ sanh vào 4 đội sớm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chúng ta sợ, chúng ta ngưng lại, chúng ta tính là lấy đồ để xịt kiến hay là giết dán nào đó, chúng ta nghĩ tới bốn điều ác đây là ác nghiệp, chúng ta sợ, chúng ta ngưng lại, chúng ta không dám làm. Nên là chúng ta khởi cái tâm lên, chúng ta muốn lấy đồ của người nào đó, cho dù cái vật lớn hay vật nhỏ, chúng ta nghĩ rằng đây là điều ác, mình làm điều này sau khi mình chết mình nó sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nên chúng ta dừng lại, chúng ta sợ, chúng ta dừng lại. Khi mà chúng ta hiểu, chúng ta mới sợ. Cho nên tại sao chúng ta phải cần phải học pháp, chúng ta phải hiểu pháp, và chúng ta mới tránh xa những cái điều tội lỗi mà chúng ta phát triển điều thiện. Và khi mà chúng ta đó có cái tâm mà muốn tà dâm đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái điều ác này đó mà ta làm đó, sau này ta phải sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chúng ta sợ, chúng ta không dám làm. Và khi nào mà chúng ta muốn nói dối, thì chúng ta nghĩ rằng nếu mà ta nói dối thì do cái ác nghiệp này tương lai ta phải sanh vào bốn đời sống, thì cái đó chúng ta sợ, chúng ta ngừng lại, chúng ta không dám nói. Hay là khi mà chúng ta muốn nói cái lời mà chia rẽ tâm thật để cho mọi người hiểu lầm nhau, để xa cách nhau, chúng ta nghĩ rằng đây là điều ác, ta làm sẽ đau khổ cho mình, cho người mà ta chết ta phải sanh vào bốn đời sống. Hay là khi mà chúng ta nói những cái lời thô ác làm đau khổ chúng sinh khác, thì chúng ta phải nghĩ rằng nếu mà ta nói điều này ta làm đau khổ cho mình, cho người, đây là bất thiện pháp, sau khi ta chết ta phải sanh vào bốn đời sinh. Khi mà chúng ta muốn nói cái lời nhảm nhí cũng vậy, chúng ta cũng phải suy xét đây là ác nghiệp, ta không nên làm, ta làm tương lai ta phải sanh vào những cái khổ dữ ác thốt đọa sinh, nên chúng ta ngừng lại. Đây là chúng ta có những tư tưởng khởi lên tham lam muốn lấy tài sản của người ấy, thì chúng ta biết đây là ác nghiệp, mình phải dừng lại, mình không cho tiếp tục để do những cái tư tưởng này ngự trị trung tâm mình, thì mình biết đây là ác nghiệp, nó sẽ dẫn mình rơi vào bốn đọa sử, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì khi mà chúng ta khởi tâm sân lên, là chúng ta có những cái tư tưởng muốn não hại người khác, muốn chà đạp chúng sinh khác, muốn đánh đập chúng sinh khác, chúng ta biết đây là ác nghiệp, nó sẽ dẫn mình vào bốn đọa sử, thì chúng ta sợ, chúng ta dừng lại, kiểm soát được tư tưởng, chúng ta phải loại bỏ. Khi mà chúng ta có những tà kiến,
Nghĩa là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô thủ kiến. Chúng ta biết đây là cái nghiệp ác. Sau khi mình chết, mình sanh vào cảnh giới địa ngục. Đây là ác nghiệp. Thì khi mà chúng ta hiểu được những cái điều ác này đó, rồi sau này chúng ta sẽ xa lắm. Điều ác như là thân chúng ta không nên sát sanh, chúng ta không trộm cắp, chúng ta không tà dâm, miệng chúng ta không nói dối, chúng ta không nói lời đâm thọc, chúng ta không nói lời thô ác, chúng ta không nói lời nhảm nhí. Và ý chúng ta thì không có tham lam sân hận tà kiến. Vậy thì sau này chúng ta tu tập đó, về 10 loại thiện nghiệp này để chúng ta đẩy lùi đi 10 cái ác nghiệp. Cho nên suy nghĩ buổi tối hôm nay sẽ chỉ chia sẻ về một cái nghiệp thôi, đó là cái nghiệp bất thiện cho quả tái sanh và bốn đời sử. Khi mà chúng ta phân tích theo ví dụ pháp thì trong lúc mà chúng ta làm điều ác thì tức là khi mà chúng ta đề cập đến nghiệp, tức là sở tư nó đi với 12 tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì trong 12 tâm bất thiện này là chúng ta tạo điều ác. Nhưng mà trong 12 tâm bất thiện này đó, thì cái tâm si phóng dật đó, thì nó không cho quả để làm thức tái sanh vào bốn đời sớm, mà nó chỉ cho quả trong cái đời sống thường nhật. 11 tâm còn lại nó mới cho quả trong cái, nó cho quả chúng ta tái sanh vào bốn đời sớm, mà nó cho quả luôn trong cái đời sống chúng ta đã tái sinh rồi. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Ở khi mà chúng ta tạo cái nghiệp tham nhiều á, chúng ta chẳng hạn chúng ta thấy làm điều ác cũng do tùy theo cái tâm chúng ta khởi lên, có những cái điều ác chúng ta làm cho tâm tham. Chẳng hạn xin ví dụ có những lúc mà chúng ta trộm cắp cho tâm tham nó khác, chúng ta trộm cắp cho tâm sân nó khác. Giờ chúng ta khởi tâm tham lên, chúng ta thấy tài sản người khác chúng ta muốn chiếm đoạt, đó là do tâm tham sử dụng mà chúng ta tạo nghiệp. Nhưng có những trường hợp đó, chúng ta thấy tài sản người khác chúng ta không có thích, mà chúng ta ghét người đó, chúng ta khởi tâm sân lên, chúng ta muốn lấy đồ người đó, chúng ta dục hay chúng ta phá cái đồ của người đó, thì như vậy cũng do tâm sân, chúng ta cũng lấy đồ của người khác. Thì chúng ta phải hiểu rằng có những lúc chúng ta tạo nghiệp bằng tham, có những lúc chúng ta tạo nghiệp bằng sân, và có những lúc chúng ta tạo nghiệp bằng si. Thì khi mà chúng ta tạo nghiệp bằng tham á, mà những cái tâm tham mà nó cho quả, thì phần lớn là chúng ta tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ hay là Atula. Tại vì ngạ quỷ và Atula thường đối khác. Tại khi tâm tham sinh khởi chúng ta thiếu thốn, chúng ta thèm khát mà, thì nó sẽ cho quả. Có thể là chúng ta sanh vào cảnh giới ngạ quỷ hay là Atula. Lúc nào chúng ta cũng đói, lúc nào chúng ta cũng thèm, lúc nào chúng ta cũng khát, lúc nào chúng ta cũng muốn cái này cái kia cả. Rồi khi mà chúng ta tạo nghiệp bằng tâm sân á, thì nó cho quả, thì chúng ta có thể rơi vào cảnh giới địa ngục. Phần lớn là nó cho quả rơi vào cảnh giới địa ngục. Tại sao vậy? Để khi mà chúng ta thấy rằng khi mình tạo tâm sân á, là mình khởi cái tâm sân lên á, thì cái tâm sân mình sinh khởi thì tâm hồn mình nó cảm thấy nó nóng, nóng nảy. Thân thể mình cái đó nó mệt mỏi, đầu mình nó căng thẳng và cơ thể mình nó cảm thấy nó nóng đốt. Thì với cảnh giới địa ngục cũng bị đau khổ nóng gốc như vậy đó. Nên chúng ta tạo nghiệp sân thì có thể nó cho quả, chúng ta phải sanh vào cảnh giới địa ngục. Còn nếu mà nó không cho, không cho, nó không cho quả sanh vào cảnh giới địa ngục đó, thì chúng ta sanh vào những loài bằng sanh đó. Thì những cái loài bằng sanh thì chúng ta thấy rằng nó cũng đa dạng. Chúng ta sanh vào những cái loài bằng sanh mà nó có cái tánh hung dữ, như những loài rắn, bồ cạp, hổ, sư tử rồi đó, chúng ta thấy những cái loài đó không dữ. Để chúng sanh này tạo nghiệp sanh nhiều. Và nếu mà chúng ta tạo nghiệp bằng si á, bằng tâm si á, thì nó cho quả, có thể chúng ta sanh vào những loài bằng sanh. Thì bằng sanh chúng ta thấy là nó rất là ngu muội. Những cái loài bằng sanh nó đâu có biết đây là thiện, đây là ác, đâu có biết đây là cha, đây là mẹ. Nhiều lúc cha mẹ nó sanh nó ra nó còn cắm lại, nó có phân biệt được thiện ác, mà tối ngày nó chỉ ăn ngủ, nó sống bằng cái tâm si mê nhiều. Thì chúng ta tạo nghiệp bằng si á, thì nó cho quả, có thể chúng ta sanh vào những cảnh giới bằng sanh. Thì đó là trong cái phụ sớ giải thôi. Nhưng mà chúng ta phải cần hiểu rằng á, thì nói chung á, chúng ta tạo nghiệp bằng tham sân si thì nó luôn đưa sự đau khổ cho mình, cho người,
Và sau chúng ta chết, chúng ta phải sanh vào bốn loại sống. Nên Đức Phật mới dạy cho tôn giả La Hầu La. Đức Phật dạy rằng này La Hầu La, khi mà thân con hành động, mà những cái thân hành nào đưa đến bất lợi cho người, bất lợi cho mình, con biết điều đó là bất thiện, con phải từ bỏ. Con nên tiếp tục phát triển. Mà những cái thân hành nào mà con làm đưa đến lợi mình lợi người, nó là thiện, thì con hãy tiếp tục con phát triển. Cho nên Đức Phật dạy cho ngày La Hầu La tu, chúng ta thấy rất là thực tiễn dễ dàng. Đức Phật dạy rằng này La Hầu La, khi mà miệng con nói, khi mà con nói ra những cái điều nào đưa đến tổn hại cho mình, tổn hại cho người, đưa đến đau khổ cho mình, cho người, đó là bất thiện pháp, thì con phải dẹp bỏ, con phải diệt trừ, không có phát triển. Còn khi mà con nói ra những cái lời nào đưa đến lợi mình lợi người, đó là thiện pháp, thì con phải tiếp tục không phát triển. Đức Phật dạy cho La Hầu La rằng khi mà con suy nghĩ con dạy những cái tư tưởng nào mà khởi lên đưa đến tổn hại cho mình cho người ấy, thì con phải dẹp bỏ. Và những cái tư tưởng nào mà con suy nghĩ đưa đến lợi mình lợi người thì con phải tiếp tục phát triển. Thì đây đó chúng ta tu tập ấy, thì chúng ta phải nhớ rằng ấy, chúng ta phải nhận diện được phiền não, chúng ta phải nhận diện được ác pháp, chúng ta biết đây là tội, chúng ta phải dẹp trừ, và chúng ta biết đây là phước để chúng ta phải phát triển. Cho nên tu là chúng ta phải hiểu rằng là để phát triển thiện pháp, diệt trừ ác pháp. Và chúng ta chưa phải là bậc thánh mà. Một là chúng ta làm thiện hay là chúng ta làm ác thôi. Mà chúng ta không làm thiện thì chúng ta sẽ làm ác. Và chúng ta làm ác thì chúng ta không có làm thiện. Cho nên cái nghiệp thứ nhất đó, tức là nghiệp bất thiện cho quả tái sanh vào bốn cảnh giới khổ. Thì xin nghĩ rằng buổi tối hôm nay sẽ chỉ trình bày một cái loại nghiệp này thôi, còn thì sau tiếp tục tôi sẽ trình tiếp về bốn ba loại nghiệp còn lại. Thì bốn loại nghiệp này nó hơi nhiều nên chúng ta phải chịu khó nghe tới bài bài pháp nữa. Thì buổi tối hôm nay bài thuyết pháp đến đây cũng nhiều phải lẽ, có phần phước nào phát sinh xin chia đến tất cả chư thiên. Vương trời đế thích tới đại thiên vương và chư thiên được xung quanh ngôi chùa Viên Tuệ, chư thiên ở vị vị tướng niệm xứ này, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này mà sống được an lạc trên cảnh giới của mình. Và có phần phước nào phát sinh xin chia đều đến cho toàn thể nhân đức Phật tử trong mọi chúng trong chung và tất cả Phật tử hiện diện ở đây, xin các vị quan hỷ thọ nhận và mong rằng phước báo này nhân đạo các vị và trong đời sống của người Phật tử chúng ta luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Aye aparimana undang ado chatiriyanche asanghadang averang asapad tin than charang ni sing no wa sayano wa yavatans vigatamindo itang sating adin teya brahma metang viharam idama din thin che anupagam silava dansanine sampanno kami suvinaya gedam nahi jatu kambaseyam